Nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường xin được chào anh. Chào anh. Anh vui lòng cho biết anh tên là gì và quê quán hiện tại của anh đang ở đâu ạ? Thì tôi là Kế. Tôi quê ở thôn Đạo Vực, xã Đức Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì anh đang ở đâu ngoài Hà Nội ấy? Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Đông. Hà Đông à? Được biết là trước đây thì là mẹ của bà của một cháu, tức là con của anh. Vâng. Lấy cái sản phẩm thuốc chữa bệnh táo bón của nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường. Xin hỏi là sau quá trình sử dụng thì đến nay em bé thấy thế nào? Vâng, thì cách đây cũng khoảng hơn một năm đấy thì cháu nhà tôi là cũng bị cái hiện tượng là táo bón dài ngày đấy. Và chướng bụng, chướng hơi, tức là thường xuyên là cháu ăn xong là bị chướng hơi. Thì gia đình tôi gần chỗ viện 103 thì có cho cháu đi khám rất là nhiều lần ở 103, thì chụp chiếu rồi siêu âm thì các bác sĩ chỉ không tìm ra bệnh gì cả, vẫn chỉ kết luận là trong bụng là có hơi, đầy hơi thôi. Thì cho thuốc để làm mềm phân và tức là thoát khí đấy. Vâng. Cháu chỉ đỡ được khoảng vài ngày, sau đó là cháu lại tái phát lại. Thì cái thời gian đấy là thường xuyên phải ra viện, thường xuyên và cứ được vài ngày lại phải ra viện. Và gần như là không tìm được bệnh gì cả, gia đình rất là lo lắng. Vâng. Theo Đông y thì thông thường là những đầy hơi bụng trướng nó có một số nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là khí nó không thoát ra được. Vâng. Mà đặc biệt là do táo bón của em bé cũng giúp làm cho một phần là cái khí nó thoát ra nó kém. Vâng. Thì qua quá trình bị bệnh táo bón như vậy, gia đình thời điểm đấy có lo lắng lắm? Gia đình rất lo lắng và cơ bản là đi khám cũng không tìm ra bệnh gì cả. Cho nên là chỉ biết là khi mà các bác sĩ chỉ cho thuốc mà giải quyết được tạm thời điểm lúc đấy. Sau vài ngày, 5-7 ngày nó lại tái phát lại. Bà của cháu bữa lấy thuốc của nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, cụ thể là cái sản phẩm này. Ừ. Cái sản phẩm này một chút thôi, chưa dán mát. Thì qua quá trình em bé sử dụng đến nay thì cháu đã đi đại tiện bình thường chưa, và tình trạng đầy hơi bụng trướng còn hay hết? Thì trộm vía là từ lúc mà sử dụng thuốc của nhà thuốc ấy, vâng, đến nay là hơn một năm rồi, thì cái hiện tượng trướng hơi là gần như là cháu không bị nữa. Vâng. Và có thi thoảng do cái chế độ ăn ấy, thì ví dụ cháu ít ăn rau thì nó bị táo bón, nhưng mà sau đó thay đổi chế độ ăn thì cháu lại bình thường. Thế là trộm vía là hơn một năm rồi là cháu nói chung là ăn uống bình thường, không có hiện tượng là táo bón và đầy hơi nữa. À, không còn táo bón, không còn đầy hơi nữa. Vâng. Tuyệt vời quá. Thì nhà thuốc nói một chút là cái sản phẩm này đầu tiên nó là sản phẩm thuốc Đông y. Mùa thuốc Đông y các cụ vẫn nói là chữa gốc bệnh, vì những người bị táo bón lâu ngày, lâu tháng, lâu năm ấy, là cái múi ruột hoạt động rất là kém, tức cái trương lực cơ hoạt động rất là kém. Thì cái thuốc này thứ nhất là tốt cho dạ dày, thứ hai là nó giúp múi ruột hoạt động tốt trở lại. Đấy là cái quý nhất của thuốc. Còn trên thị trường nó cũng rất là nhiều thuốc để làm mềm phân, nhưng mà làm mềm phân ra rồi, nhưng mà để làm sao mà tống đẩy được cái phân ra mới là quan trọng. Thì cái sản phẩm này nó làm được việc đấy, nó giúp cho ruột trương lực cơ mạnh khỏe, tống được phân ra được tốt. Thì khi phân ra là tốt rồi thì là không còn tình trạng đầy hơi bụng trướng nữa. Và nói một cách ngược lại là khi bị táo bón như này thì làm cho những người bị táo bón là thứ nhất là người mệt mỏi, có thể sinh ra các cái mụn, là ngứa, có thể gây ra trĩ, có thể gây ra giãn ruột, bởi là hàng ngày chúng ta ăn uống hít thở đều có một lượng độc nhất định. Nếu nó không đào thải ra kịp thời, đặc biệt là phần lớn đào thải qua đường phân, qua hậu môn, thì cái độc tố đó là ngấm ngược lại trở lại cơ thể. Và khi xử lý được bệnh táo bón rồi thì trĩ thông thường là cũng hết này, đầy hơi bụng trướng cũng hết, và người mạnh khỏe, ăn uống được tốt. Xin hỏi quay lại thời gian này, em bé thời bị táo bón như vậy, em bé có ăn uống tốt không, có hay mệt mỏi hay gì không? Cái giai đoạn mà cháu bị táo bón ấy thì cháu cũng hơi kém ăn đấy, và cái cân nặng thì cũng không đạt được đủ. Đấy thì trộm vía là sau khi mà sử dụng thuốc của nhà thuốc xong là cháu dứt điểm được cái hiện tượng là táo bón và đầy hơi, thì cháu cũng ăn được hơn và cũng có tăng cân để duy trì được cái cân nặng đảm bảo. Vâng. Hôm nay là anh
Trên thực tế anh là quê cũng là của nhà thuốc, gần nhà thuốc, cách nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc đường có tầm 3-4 nghìn ngõ xóm thôi, cũng gần nhà thuốc. Thì qua quá trình con của anh là sử dụng cái sản phẩm thuốc chữa táo bón đến nay là khỏi khỏi được bao nhiêu lâu rồi, thời gian rồi? Cháu khỏi được hơn 1 năm rồi. Khỏi là trong trường hợp là không dùng thuốc nữa, không phụ thuộc vào thuốc nữa mà vẫn đi đại tiện được bình thường. Từ thời điểm đấy là cháu cũng không phải đi khám về cái hiện tượng là táo bón hay là đầy hơi nữa. Vâng. Và không phải sử dụng thuốc tây y nữa. Vâng. Đấy. Tuyệt vời quá. Vâng. Hôm nay anh tới đây này có nghĩa là anh chỉ đến chơi thôi và tình cờ là hỏi lại cái chuyện cũ thì thấy rằng là em bé đã khỏi rồi, thì nhà thuốc xin phép ghi hình một chút. Rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm thuốc này cho em bé, đặc biệt là bớt chút thời gian để cho nhà thuốc phỏng vấn một chút. Rất là cảm ơn anh, chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, luôn xin, thành tựu như cuộc sống. Nói thêm một chút là tức là tuy là giữa tôi và nhà thuốc ở cùng quê, vâng, đấy, thế nhưng mà hoàn toàn là đây là cũng là nhờ có duyên, chứ thực ra là bình thường là chỉ cho cháu khám và chữa ngoài kia. Đấy, nhưng mà khi mà có duyên về sử dụng được đúng thuốc của anh Cương ở quê nhà thì may quá cháu đã khỏi. Thì cái này là hoàn toàn là chia sẻ thật lòng thôi, chứ không phải là PR hay gì cả. Vâng, là sự thật. Thôi cũng xin chúc nhà thuốc là ngày một phát triển để có thể là cứu giúp được nhiều người hơn nữa. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Hôm nay là cũng là mùa đông lạnh nên nhà thuốc hơi đội cái mũ này, quý vị và các bạn nếu có xem thông cảm, bởi vì là vừa ấy mặc cái áo này vẫn nguyên bản, đồng chờ anh đây đến là vẫn cứ như này. Mà anh uống nước đi.